xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, trong không khí ăn nhanh, uống nhanh của đại đa số các bạn trẻ hiện nay thì hàng quán luôn là lựa chọn số 1, đúng không anh Vũ? Tuy nhiên, Ngọc Hương vẫn thích vào bếp bởi vì anh Vũ đã hẹn với Ngọc Hương là sẽ hướng dẫn cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả một món ăn ngon mà chế biến chỉ trong 10 phút thôi. Chắc chắn rồi, và đây, hôm nay đến với chương trình anh đem cả nguyên liệu để tạo nên sự khác biệt món ăn ngày hôm nay. À, bắp cải. Ủa, anh Vũ hứa với em là làm một món ăn nhanh chỉ trong 10 phút mà sao có bắp cải vậy? Chứ sao, bắp cải là một nguyên liệu chính để làm nên món ăn ngày hôm nay. Và không để cho Ngọc Hương cũng như quý vị và các bạn chờ lâu, món ăn của chúng ta hôm nay có tên là bánh mì thịt nguội bắp cải. Để làm bánh mì thịt nguội bắp cải gồm có bánh mì sandwich, thịt nguội, salad, bắp cải, cà rốt, một số gia vị thông thường, giấm gạo Lisa và sốt mayonnaise Lisa. Wow, nguyên liệu để làm bánh mì thịt nguội bắp cải rất là đơn giản. Toàn là những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh. Mà em sẽ chờ xem nguyên liệu bắp cải trong món ăn này sẽ tạo nên sự khác biệt gì đây. Rồi, Ngọc Hương hãy chờ xem. Thực sự thường thì trong bánh mì, món bánh mì sandwich thường người ta hay ăn với đồ chua. Và hôm nay anh sẽ làm đồ chua từ bắp cải và cà rốt. Mình không cần thời gian để muối và ướp chua, nó tốn thời gian lắm. Chúng ta làm chua sẵn từ giấm gạo Lisa luôn. Và đặc biệt đối với món này chúng ta không phải nấu nướng gì hết. Rất là nhanh bây giờ. Ngọc Hương xem đây ha, bắp cải anh sẽ lấy khoảng 1/8 cái bắp cải như vậy ha. Tiền anh sẽ cắt bỏ cuống vậy ha. Bắp cải chúng ta tách lá, rửa sạch để ráo và sau đó chúng ta cắt nhỏ. Và cà rốt anh cũng cắt thành những sợi nhuyễn ha. Cà rốt mình cũng cắt sợi tương đồng với bắp cải luôn. Đúng vậy em à. Rồi anh cho chung vào tô luôn. Và anh sẽ cho vào đây 4 muỗng canh sốt mayonnaise Lisa. Mình cho 4 muỗng canh sốt mayonnaise Lisa vào trong bắp cải với cà rốt luôn ha anh. Đúng vậy em à. Và anh cho vào đây nửa muỗng canh giấm gạo Lisa. Dạ. Cà rốt nè, bắp cải với lại 4 muỗng sốt mayonnaise Lisa và nửa muỗng canh giấm gạo Lisa. Cho thêm vào đây khoảng nửa muỗng canh đường. Dạ. Đây giấm đều rồi. Và anh sẽ trộn đều lên ha. Tại sao anh cho đường, cho sốt mayonnaise Lisa giấm gạo mà anh không có cho muối? Wow, em quả là tinh ý đấy nha. Thật sự ra tôi không bỏ muối vào trong hỗn hợp bắp cải và cà rốt trộn vì nếu anh bỏ muối vào thì bắp cải sẽ ra nước, bị yểu, bị nhũn đi, không được giòn nữa, không có ngon. Em sẽ lưu ý điều này. Thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ không cho muối vào trong bắp cải và cà rốt để bắp cải không bị ra nước và không bị mềm. Rồi bây giờ anh sẽ chọn bắp cải và cà rốt như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần là làm sandwich. Anh Vũ ơi, Ngọc Hương thấy hình như là anh đã nướng sơ qua bánh mì rồi đúng không? Đúng vậy Ngọc Hương à. Rồi anh cho sốt mayonnaise Lisa lên trên như vậy. Và anh sẽ phết đều lên. Dạ. Như vậy ha, Ngọc Hương nhớ phết đều lên khắp bề mặt của bánh mì như vậy, món sandwich chúng ta mới ngon ha. Tiếp tục xà lách luôn cũng vậy nữa. Anh sẽ bỏ và ngắt bỏ phần thân cứng ở chính giữa. Yeah. Anh cho vào đây như vậy. Bây giờ anh sẽ cho cái bắp cải lên. Đây, anh cho đều lên luôn ha. Yeah. Rất là nhanh và cũng rất là lạ miệng với cái bắp cải và cà rốt chúng ta trộn chua chua như vậy. Rồi kế tiếp anh sẽ cho từng cái miếng thịt nguội lên trên mặt như vậy. Yeah. Ha. Anh Vũ ơi, em có một cái ý định như thế này. Nếu mà em không thích ăn thịt nguội mà em thích ăn xúc xích thì em có thể thay thịt nguội bằng xúc xích được không? Được luôn Ngọc Hương à. Đối với món bánh mì thịt nguội bắp cải này thì chúng ta chủ yếu là làm chua bắp cải cà rốt với lại giấm gạo Lisa với sốt mayonnaise Lisa. Còn lại thì phần nhân thịt thì chúng ta có thể dùng thịt nguội, xúc xích hoặc là chân giò nhồi hay dăm bông gì, tùy theo khẩu vị của các bạn. Wow, rất là tiện lợi. Quý vị khán giả thân mến, đối với món bánh mì thịt nguội bắp cải thì chúng ta có thể thay thế thịt nguội bằng xúc xích hay các loại thịt khác cũng được. Cuối cùng anh ốp miếng bánh mì còn lại lên trên mặt như vậy ha. Anh cũng cắt bỏ rìa luôn ha. Dạ. Bỏ bốn cạnh như vậy. Tại vì những cạnh bánh mì này ăn cứng lắm Ngọc Hương ha. Rồi bây giờ thì anh sẽ cắm vào đây 4 cây tăm. Em biết anh Vũ cắm 4 cây tăm vào trong miếng bánh mì để làm gì nè? Làm gì nè? Định vị đúng không? Định vị khi mà mình cắt á, thì cái nhân không có bị rớt ra ngoài. Chính xác. Và để cắt thì như vậy anh cắt xéo ha. Dạ. Thành 4 miếng nhỏ. Ở đây anh đã chuẩn bị sẵn một cái dĩa. Anh sẽ để lên trên đây. Rồi bây giờ anh đã hoàn tất món ăn này.
thì để cho vừa ăn thì tùy theo khẩu vị chúng ta có thể thêm muối tiêu vào. Bây giờ thì anh mời Ngọc Hương dùng và cho khán giả biết chất lượng như thế nào ha. Cảm ơn anh Vũ. Rồi. Thưa quý vị khán giả thân mến, món bánh mì thịt nguội bắp cải Ngọc Hương canh thời gian là đúng 10 phút thực hiện luôn, không biết chất lượng thì như thế nào. Bắp cải thì giòn nè, cà rốt cũng giòn luôn, sốt marinara ăn rất là ngon. Em nghĩ món này em không những là làm cho gia đình vào buổi sáng chỉ vì mất có 10 phút mà còn buổi trưa, buổi chiều và buổi tối luôn đó anh Vũ. Món ngon. Trong 10 phút. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng vào bếp và thực hiện món bánh mì thịt nguội bắp cải quý vị nhé. Chúc quý vị sẽ thành công và ngon miệng. Đừng quên gửi thư về cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Còn bây giờ, Ngọc Hương và đầu bếp Thanh Vũ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.